Riêng một thú trên ngàn tiêu lĩnh đỉnh non bồng, một cảnh sơn tràng. Ngát trăm hoa đua nở dưới cành bầy, cầm thú đua chơi chim mà bay phấp phới mọi nơi. Rừng tùng gió rung lác đác, đỉnh sườn non đá chất treo leo, sông thương nước chảy trong veo. Trong veo thuyền xuôi người ngược, hò reo vang lừng. Núi đá xếp mấy tầng cao thấp, ngàn cỏ hoa tắm mi tắp phất phơ, dòng trời ngàn mận ngàn ngơ. Ngàn mơ ngàn giang ngàn mưa, chúc che ngàn vầu. Niềm thích chí một bầu phong cảnh, mùi cơm lam thịt thính tiếng cô ưa, đồng đăng áo cá chợ bờ. Đồng nghi đăng áo cá chợ bờ, cao bằng thành lạng tám cờ tình tuyến. Kia chợ mới nọ miền cây thị, chùa tam thanh nhất nhị vào ra, đông cuồng tuần quán bão hà. Đông nghi cuồng nga tuần quán bão hà, sông nghi thao sông cả, sông nghi bờ sông
kia ngư phủ buông câu thả lưới nọ tiêu phu đồn cuối rừng sâu bốn mùa gió mát trăng thâu ý à. Cảnh vật rừng sim ao cá sẵn măng giang măng ngừa măng tre các bạn tiên đùng đỉnh xa về ý à. Cung nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang tính cô hay măng trúc măng giang măng tre măng lứa cơm làm chè đường cũng có khi sung ngái đi tìm ý à ơi à. Hỏi nhau thuốc ai sáng ở bên non một bầu xuân sắc tốt tươi rơm rà trên ngàn xanh lắm quá nhiều hoa ý à ơi à. Lên trên ngàn lắm quá nhiều hoa cô bé rào gót vào ra sớm chiều chiếc thổ mây nặng chịu lưng đeo ý à ơi à. Hoàng giang ai xa xa kia bóng dáng ai trên non trông như là cô bé đi hay hoa trên ngàn xanh kia gập ghềnh cô hái bông hoa vai đeo vui đi chạy hội xa đôi chân bước bước trên thềm hoa đôi tay múa phố sao nhẹ nhàng mắt long lanh môi tô son da trăng ngọc trăng ngần suối nước biếc trông xa xa còn đón cô về đây. Đồi núi bao xa lên ngàn cô hái bông hoa hái hoa mang về đến đây biết bao thanh đồng chờ bóng ban khen biết bao thanh đồng chờ mong ban khen. Nói được điều hay bán vội đây đi cầu lộc cầu may rượu chưa uống đã say say men rượu tình của người tày của người thái đàn chạy quanh sườn núi
tiếng đàn then hòa cùng câu hát người con gái áo đen của người rừng Tây Bắc. Thành ý phương
ân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Di Loan Thánh Gia hồi cung, đề nghị thánh tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị thánh tiên xích hiển thánh trong đền sanh. Nhan sắc khác thường hình sóng, nhan sắc khác thường giá danh đòi một người vương khôn bì. Quang kinh văn đại biến pháp sẽ đứng giảng thập phương vô lượng Phật dung tại một lô phần ở đúng chung chiên làm trồng đủ chân tham cùng. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thánh xa hồi cung để tam thánh tiên cung thỉnh mời mẫu đệ tam thánh tiên xích lần long ngự mẫu ngự đền thái cung. Sớm kết loan phòng kính xuyên sớm kết loan phòng. A Di Đà Phật giới định chân nhang thần về xưng thiên thượng đệ tử tiên thành nhiệt tại kim lô phong khoảnh khắc nhân luân tức tiên mãn thập phương kích nhật gia du biển mạng tiêu tai chướng. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phả Tướng Giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Sơn loan thánh xa hồi cung văn võ quần thần đức trần triều, văn võ quần thần anh linh tất giáng ân cần giúp cho. Sử ký A Nan Trần Thị lịch đệ vương kế thế hỷ chỉ binh minh thiên trường tức mạc địa danh sơn hà dục tu trung linh y pháp thì ngoại man di quy quy cung phục chung hòa đồng mộ đức tôn thần thủ minh quân hương hạ chí thần nhất đường ngư thủy long vân y tao phùng. Can qua văn thời vang đức hoàng sa võ thời thao lược can qua y âm âm
quang song nhang cấp cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tam cúng giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ra lai trần gia ân từ bi mẫn chúng sinh cố hạ kim đình lễ khai quang song nhang thật cờ diệu quang miếng chương sơ văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên gia lai trần gia ân từ bi mẫn chúng sinh cố hạ kim đình lễ khai quang dòng nhan thật tờ diệu quang miếng chương sơ văn văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên ông về tổ đôi chép kiên rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh
Đà Phật để pháp sư có sớ để tấu lên Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Triều. A Phụng Dĩ Đông Đông Khải Thánh Nam Nhạc Giáng Thần Hoàng An Dân Thế Thế Chi Công Uy Sát Quỷ Chư Ta Chi Diệu Bạch Đăng Hiển Hách Thanh Sử Lưu Danh Viên Hữu Vị Việt Nam Quốc Bắc Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Đại Phúc Phường Khu Năm Y Vu Bát Hải Linh Từ Thượng Phụng Đại Vương Hiến Húng Đường Thiên Tiến Lễ Bái Đảo Kỳ An Cầu Tài Lộc Vượng Tiến Diên Sinh Sự Kim Thân Đệ Tử Mộc Ân Thanh Đồng Đại Tấu Nguyễn Thị Ngọc Anh Khiếu Trình Đệ Tử Dân Trình Lính Nhân Mộc Ân Đệ Tử Nguyễn Thế Toản Bản Mệnh Giáp Tý Niên Tam Thập Tứ Tuế Thế Nguyễn Thị Dung Bản Mệnh Sinh Kỷ Tỵ Niên Nhị Thập Cửu Tuế Đồng Phu Thê Tiến Lễ Mở Tiệc đón tiệc Thánh Mẫu dâng tiến ba tòa Chúa Tiên mở cung tài khai cung lộc cầu tài lộc cầu bình an cầu gia chung nhân khang vật tịnh Thánh Thính Phủ Giám Phàm Tâm Môn Niệm Thần Đẳng Sinh Cư Hạ Phẩm Hạnh Đổ Thanh Quy Toàn Sinh Thành Tố Bẩm Ngư Thiên Tư Chiếu Bảo Hữu Toàn Bằng Ngư Thánh Lực Cầu Phi Khấu Đảo Kiếp Cắt An Ninh Do Thị Kim Nguyệt Cắt Nhật Tú Tiết Hương Hoa Kim Ngân Lễ Vật Cụ Hữu Sớ Văn Kiền Thân Thượng Tấu Cung Duy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Ngọc Bệ Hạ Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ Vương Mẫu Nhị Vị Đường Tông Thánh Tiền Trần Triều Vương Tử Vương Nữ Phò Mã Gia Phong Đại Vương Thánh Tiền Tả Văn Quan Hữu Võ Bộ Hạ Linh Quan Vị Tiền Cung Vọng Đại Vương Động Thùy Chiếu Giám Phục Nguyện Dương Dương Tại Thượng Trạc Trạc Quyết Linh Bá Thí Chính Nhân Chư Ta Phò Chính Tỷ Thần Đệ Tử Phúc Lai Tai Tống Tứ Thời Vô Hạn Ách Chi Sâm Cát Tập Hùng Tiêu Bát Tiết Hữu Chi Tường Chi Khánh Gia Môn Hôn Vượng Nhân Vật Bình An Nhất Tiết Sở Cầu Vạn Ban Như Ý Tỷ Thần Hạ Tình Vô Nhậm Kích Tiết Bình Doanh Chi Chí Cẩn Trang Thiên Vận Đính Dậu Niên Xuân Thiên Tam Nguyệt Sở Cát Nhật Thần Khấu Thủ Hòa Nam Bách Bái Thượng Trạng Gia Lai Trần Gia Ân Từ Bi Mân Chúng Sinh Cố Hà Kim Đình Lễ Khai Quang Giang Nhan Thật Tờ Diệu Quang Hiệu Trương Sơ Văn Văn sứ dâng lên thượng lai Văn sứ dâng lên y ông về tổ đôi Chép biên rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh Trần Gia Ân Từ Bi Mân Chúng Sinh Cố Hà Kim Đình Lễ Khai Quang Giang Nhan Thật Tờ Diệu Quang Hiệu Trương Sơ Văn Văn sứ dâng lên thượng lai Văn sứ dâng lên y ông về tổ đôi Chép biên rõ ràng về cho đôi chữ trường sinh Thần thông hộ phong hoàn vũ ý quyết phen này đảo vũ thu vân quy ra lẫm liệt như thần nơi xa bên đức ý nơi gần khiếp uy Sẽ loạn thánh gia hồi cung đời chân thị mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi thông chi sẽ loạn thánh gia
hội cung. Ngọc Diệp rành rành cô nhất kim chi, Ngọc Diệp rành rành thái sư nhất phẩm triều đình ai qua. Sẽ loan thánh giá hội cung. Tên gọi đại hoàng vương cô đôi, tên gọi đại hoàng thông minh chính trực đảm đang biển trời. Sẽ loan thánh giá hội cung. Cửa suốt tò mò nhắc trông sai, cửa suốt tò mò thiên thai cô bé lúc lở giang tê. Sẽ loan thánh giá hội cung. Lập ở hướng đông ngôi đền thờ cậu bé, lập ở hướng đông đền thờ cậu bé dành làn bốn mùa. Sẽ loan thánh giá hội cung. Tam vị chúa mường tiên danh văn, thỉnh tam vị chúa mường tiên chúa đệ nhất tẩy thiền chúa ngự về. Tây thiên ngự về cổ chiều đinh lý trần mở lê a. Lên trên ngàn, lên
trên ngàn lắm quả nhiều hoa. Chú bà rào vót vào ra sớm chiều, chiếc thổ bấy lòng chiếu lưng đèo. Ý a ơi à, tiền tỏa sáng lung linh trong đêm, lung linh trong đêm Chúa đẹp làm sao. Từng rào khắp trăm khe ngàn suối, khúc trắng vàng hoa tuổi hoa chanh, đôi tay tiên tìa lá vìn cành. Ý a ơi à,
chiều lễ có
tâm mơ. Sống âm thầm nhị mồ côi cha mẹ gặp đường thầy, quỳ cốc tiên sinh những một đời làm phúc cứu dân ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bầu xuất sắc tố tươi dương dàng lên trên ngàn năm tòa điện hoa. Quả nhiều hoa chú bà rào vót vào ra sớm chiều chiếc thổ bay đọc chiếu lưng đèo ý a ơi à. Tiền tỏa sáng lung linh trong đêm, lung linh trong đêm, Chúa đẹp làm sao? Từng rào khắp trăm khe ngàn suối, khúc trắng vàng hoa tuổi hoa chanh, đôi tay tiên tìa lá vìn cành, ý a ơi à. Thương người
quyền nợ hành thân truyền cho. Trải mười năm căn cơ tự giao, khi xuân về đắc đạo thiên gia phép tiên linh ứng thay là ý à. Phép tiên linh ứng thay là bói ra khắp hết cửa nhà cát hương, điềm lành giữ chỉ trong quỷ điểm, phép linh tiên điểm yết quỷ la ý à. Để tam lòng giáng giáng về sơn trang, lâm thao thao mãi quê nhà. Để tam lòng giáng giáng về sơn trang, xin loan thánh gia hồi cung. Năm miếu rõ ràng năm phương, năm miếu rõ ràng ngũ phương bản cảnh nghe trước hà vào dài. Đền thờ Chúa Am Thánh như cành vàng cây lâm tùng, cành ấy xốn sao đôi bên long hổ chầu vào. Nhất tâm tôn quan cung thịnh màu, quan đệ nhất tôn quan lai lâm chắc giáng trần gian uy hùng. Lục chi thần thông quan, lục chi thần nở thông, quyền thua tam giới vì phong phép màu. Thank you.
cờ diệu quang minh chiếu từ trung, ngã tị tàng túng giảng kim phục hoàng, thân cận thánh chúa tiền trung vương. Sơn điệp đặt tên kim ngân, sơ điệp dâng lên thỉnh quan đệ nhất, chép biên rõ ràng phê cho họ phạm bình an. Đôi chữ trường sinh phê cho, đôi chữ trường sinh như chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường phê cho, dũng mạnh đôi đường. Trời cứu thế độ muôn dân, sắc sắc vua phong thương đẳng linh thần khắp hòa thiên hạ, muôn dân đảo cầu. Thank you.
vũ đằng đằng vân có phen này. Giá vũ đằng đằng ở vân ơi, bát nguồn tống tử xa gần thì làm tôi. Chiếu từ trung ngã tịch càng cúng dường kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiền trung vương. Có việc đảo cầu họ phạm con, có việc đảo cầu kim ngân sơ điệp để chỉnh vua cha quan về tấu nạp ca. Thank you.
điểm sống. Ngật nỉ Lâm Sơn kiều dị lòng thành thanh chi thủy chiếu chân tâm sơn chi cao hề thì chi tâm đây thực chôn non nhân nước chi ngắt trông lên tỏa vàng chói chói dưới sân rồng nhang khói long lanh trăm hoa đua nở trên sơn trang quan giám sát hiến quỳnh vẻ vang năm binh dần năm binh dần ngày mùng 10 tháng 1 thái hậu bà sinh đức tôn quan bách quan vòng tâu cứu chung chúa phê lòng bút sắc phong thẻ vàng quán tam giới ngài quyền hành sinh xác lượng càn khôn lặng khoác trong tay thâm thừa sắc lệnh xưa nay quyền quan giám sát chân thiên cùng số hội đồng một tay nắm giữ số mệnh trần sinh tử xót ai có phen ngự cánh bồng lai ngắt dây họa phước cân người tội công bản loan tiệc bản loan dăm ba ta tục chén rượu quỳnh quan chúc quan anh bên lầu gió mát trăng thanh đàn a sao thổi dạo quanh cửa đền quỳ tâu chí quán lô thường có phen tạo cảnh sông thừa say xưa nước chí mơ màng chốn non nhân có phen già tiếp hầu lưu quý ván cờ tiên đấu chí một hai có phen thăng cảnh chúa tài cờ tiên một đấu thơ vài trăm thiên ai biết pháp quan xa ban tài lộc độ cho người thương ai thiếu
đông cánh mê thuật buồn. Thơ Lý Bạch nhị, thơ Lý Bạch cửu tiên giám vi, rượu lưu ly tiểu thí coi chi. Ngắm xem hoa cúc hoa quỳ, hoa lan hoa huệ tứ kỳ bách mi hoa. Đôi mắt phượng thông minh sáng tỏ, vầng trán cao môi đỏ son thoa. Anh hùng lâm liệt ai qua, tam tài ngũ bảo kinh hoa dạng người. Độ cho lòng thành tâm sở nguyện, độ cho đồng được nước tiếng thơm danh. Giang phủ giang phép giang linh, tôn quan tòa bóng độ sinh cho thanh đồng. Cánh già già, cánh già già thiểu quang ưu bát, tú lâm sơn để bạt nam danh. Hoa phong hoa vũ hoa hình, tôn quan hoa phép trừ tình trong trắng tà. Đào con đèn nhang khuya sớm, dạ linh linh một tấm lòng tin. Nương nhờ bóng thánh độ tiên, nổ danh pháp diện ký quyền thánh cao. Chuyển trời đất là mưa xe chớp rồi, nổi cơn giông cây cối đổ xô. Mưa xa xâm chớp mịt mùa, trăm loài ác quỷ tiếp quy rực rời. Thỉnh mời hoàng đế tinh quân, hiệu ông đệ nhị thiên đình giáng sinh. Tôn xưa ông tại thiên đình, đêm ngày châu trực ở trong trang đài. Số sinh số tình số thử trên đời, một tay biến chết chẳng sai số nào. Bách quan văn vũ nội tào, khi ra bệ ngọc khi vào tòa trương. Thông minh chính trực mọi đường, kiên hào định lúc chẳng nhường một ai. Thiên tào đệ nhị thứ hai, tông chi tam giới khắp nơi xa gần. Thái tử đệ tam ma cung thính mời, quan lớn thái tử đệ tam ma phi phương diện mạo, dòng nhàn khác thường. Ông tao đối thiên đình thái phổ, trực võ thần, chân thủ toàn lãnh giang nhân thi. Ngày tuần du lấy tiểu sót trần tham, thế gian đi.
thiên an nổi dòng xích bích đua quần trèo du lịch bốn phương có phèn tuần thu sông thương trở về tỉnh Bắc qua giang y lục đồng. Chiến hương Long Thành thắp một chiến hương tấu về thủy thủ dâng sang các tòa thiên đình là chốn riêng lạ. Có việc đảo cầu, có việc đảo cầu, tin ân sứ điệp để trình vua gia quan về tấu đạp các tòa. Văn sứ dâng lên thượng lại, văn sứ dâng lên trình quan tam phủ ngài chép biết rõ ràng về cho đi từ trường sinh thiên nhớ thông phi ngài nhục nhớ ngài phi thông pháp nhớ do quán tục tuệ nhớ trực viên thông chiếu dị thể hoàn đồng viên minh pháp giới nội vô sứ bất hàm dòng. Thank you.
một chuyện tâu thỉnh vương quan, tâu thỉnh vương quan đệ tử con tiến bản văn đan dâng sự tích ý đệ tam người thơ phú chốn Nam Ninh, người con vua Thủy Quốc Đông Đinh, đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền rộng. Đức gồm vẹn, đức gồm vẹn công dung hòa mặc bẩm sinh thành tư chất đoan trang, cung thịnh mời thái tử đệ tam phi phương diện mạo song nhan đẹp á tường. Hằng tâu đôi nơi thiên đình
Thủy Phủ, chân Nam Minh quy đủ bốn năm phương. Uy gia chấp chính kỳ cương, cầm cân này mực sửa sang cõi đời. Quyền anh chúa phép màu vàng, tôi tu anh linh lãnh truyền thủy bộ chữ dinh chỉnh tề đại giác chơi huyền trần gian. Mái thuyền la thuyền nan nối dòng xích bích, đua quân trèo, đua quân trèo du lịch bốn năm phương. Có phen tuần thú sông thương, trở về tỉnh Bắc qua giang lục đầu. Sông Dâu sông Cầu con sông hát, khi lên gành xuống thác vui chơi. Có phen vào lạch ra khơi, sai quân đắn gỗ sạt đào dò. Cũng có phen nhi cũng có phen chơi ngã ba bạch bạch hàng, bạn tiên ngồi đàn hát vui chơi. Dạo xem nhi phong cảnh mọi nơi, qua hàng anh vũ sang chơi nước người. Lạnh giang từ quý đi ở xanh lam, đền thờ quán tán tiếc điệu vàng, long môn hộ phục thành bản quý. Tiền quân lấy ngọc lưu ly, tồn cồn dâng nước tức có ai đã. Giao ngờ nhớm như tàn biến tam đạo, chuyển chư quân nhị đạo tiên ơi phong. Tiệc bàn loan thỉnh mời quan đệ tử, vốn con trời cay ngô tiền cùng. Trời trói sắc rồng vua ban đi, trời trói sắc rồng. Thank you.
diệu quang miên chiếu đền trung ngả tức tăng cúng giàng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trình có việc đảo cầu có việc đảo cầu kim ngân sứ điệp mà để trình vua gia quan về tấu nạp các tòa viên thông chiếu dị thể hoàn đồng Trường sinh phê
tròn đôi chữ trường sinh của nhà phú quý, phúc linh thịnh vượng về cho sức mạnh đôi đường. Hãy
bình luận ví tử phong lưu mã thường giang hồ cung cầm dưới nguyệt còn đò sông tranh ơi hỡi sông tranh trăng nước còn ghi một sự người anh hùng
xiềng gông năng. Ngày 25 tháng 5 quan lớn bắt đem đầy chốn sơn cùng thủy kiệt quan vì tiết nguyệt bởi lòng ai ân. Trước cũng bị triều đình tra xét hỏi tước Long Hầu, tước Long Hầu truyền đi khắp mọi nơi. Quan lớn hoan vì ông bướm lá lơi triệt hoa đoạt phụ tội trời không ngơ dung. Thank you.
cờ diệu quang minh chiếu từ trung, ngã tịnh tam cúng giảng kim phục hoàng, thân cận thánh chúa tiền trung vương. Sơ điệp đặt lên kim ngân, sơ điệp dâng lên thỉnh quan đệ nhất chép biên rõ ràng phê cho họ phạm bình. Quan đệ nhất uy nghi, trung chính vốn khiêm nhường, đức tình uy linh, quy gia lẫm liệt thiên đình, làm mưa làm gió ý đổ thanh, nghỉ lấp sông tu Phật chín kiếp. Vui vẻ đền rồng sớm hôm mai, chờ đây nhất vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ tiếng lầu hồng chờ bà vào ra. Sẽ loan thánh gia hồi cung, tiền thánh thượng ngàn dâng văn tiền thánh trên ngàn hồng buông còn quán đi. Sao tàn à ơi à ơi à, trên thượng mở ngàn tôi tu anh linh ý à ơi ý à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng đồ à ơi à ơi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
măng trúc măng giang, măng tre măng nữa cơm lam chè đường, cũng có khi sung mãi đi.
sư đoàn thanh giá.